tôi nhớ 9 năm tháng mà tôi về Việt Nam tôi ở cũng gần cả năm thì tôi thấy là vui, và gương mặt á, nhớ người dân ở trước anh thấy anh về anh biết rồi đó, lúc nào họ cũng rạng rỡ và họ cũng cười. Mình thấy từ cái người buôn bán mà lề đường cho đến những người họ lúc nào họ, bởi vì trong đầu họ không có nghĩ tới cái chuyện mà tao gắn đây rồi chút xíu tao phải chạy bốn tiếng bạc, cái điều đó không có, cho nên vì đó ra mà rất là hài lòng cái vấn đề đó. Và hầu như cuộc sống ở Việt Nam mình nó nghèo một chút, đói một chút, đói thì không đói rồi, Không đói. thực chất không đói rồi, nhưng mà có điều nghèo một chút không sao, nhưng mà ta tươi vui người ta cười. Và mình không nói qua thì cái chỉ số hạnh phúc của người Việt mình là, thì có một cái tạp chí của nước nước nào không biết là của thế giới đánh giá là Việt Nam là một cái chỉ số hạnh phúc thứ năm mà thứ cao lắm, thứ tư thứ năm thì đó là cái gì, trong khi đó 100 gần 200 nước mà Việt Nam đứng thứ ba thứ tư thứ năm mà, thì anh nghĩ là sung sướng quá rồi muốn. Và thậm chí như lúc gần đây tôi coi trên YouTube thì thấy tất cả những anh chàng Tây, nhớ cô Đầm và nhớ cô này cô kia, hầu như họ hài lòng với đất nước Việt Nam và họ ra quay Việt Nam họ định cư luôn, không họ định cư luôn. Thậm chí những cái thằng cha YouTube gì đó rồi gì về tôi không rành lắm, trong bây giờ gì Phong hay là cái gì Phong Râu Hùng Râu rồi Trích Châu Á rồi, có tôi ấn tượng nhất là cái anh chàng Salim, cái anh chàng Salim này là ảnh là người Palestine. Palestine, nhưng mà hiện giờ anh nói tiếng Việt rất là giỏi giỏi ghê, rõ ràng mình không ngờ chuyện đó, mình phục là cái chỗ là anh nói tiếng Việt rất là giỏi, hẳn là như vậy. Chào anh Tây Lô, chào Lý Nguyễn, chào Nga Phạm nha, chào nãy giờ mình chào Minh Nguyễn Hưng, khỏe không con? Đó, thì mình thấy là mình thấy là đất nước mình Việt Nam mình bây giờ mình cảm thấy là mình tự hào, mình phải nói là tự hào. Và mình mong muốn là mình phải về mình định cư tại Việt Nam những cái được cái gì đó, và bởi vậy rồi anh nói giờ anh nói đi. Việt Nam mình á, tôi nói nghe nè, anh ở Mỹ này đó thì anh thấy là, tôi thấy là rõ ràng rồi, từ từ lúc mà ông Joe Biden ông lên đó, 3 năm nay á, thấy mấy cái thủ tướng của mấy cái lãnh đạo của những quốc gia khác á, họ tới đất Mỹ giờ không có nhiều như ngày xưa, mà tôi thấy cái lãnh đạo của thế giới nó đến Việt Nam nhiều à. Nội trong cái năm nay không mà lãnh đạo của thế giới đang tới là cứ rần 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 kéo tới đó. Nội trong tháng 10, tháng 11 cái này là biết bao nhiêu người tới Việt Nam. Đặc biệt là cái kỳ vừa rồi nó có đặc biệt nhất là trước sau khi có khoảng cùng lúc ông Tập Cận Bình hay là sau ông Tập Cận Bình bữa hai bữa gì đó, và có ông thủ tướng tổng thống của Belarus mà công nhận đó là Belarus đến Việt Nam anh. Giá nó năm nay cũng chừng bốn chắc chừng trên 50. Thế cái bộ ra ngoài đường ra ở Hà Nội ra ghé cái tiệm nó ăn bánh mì baguette, chứ lại cái quỷ bánh mì nó ngon lắm, mà uống cà phê. Tôi nói nghe là không có một cái kiểu không không có một ông lãnh đạo của thế giới nào mà đi bất đến bất cứ chỗ nào mà có thể đi bộ ra ngoài đường mà ngồi xuống cái vỉa hè mà ăn bánh mì uống cà phê như ở Việt Nam, như ở Việt Nam, như ở Hà Nội đó mà không có Tôi thắc mắc một đâu. cái điều anh, tôi thắc mắc một điều buồn cười lắm. Những vị nguyên thủ của các nước nha, ở ngay đất nước của họ, Nghe đồ không dám mà họ không dám là được ở nữa, mà tự nhiên qua đất nước tôi Cái ngồi ra uống một đường ăn ăn cà phê gì lề Ra đường một đường Ông thì nào cái ông Tây còn đi bộ dạo kỳ vậy vậy mà mà dễ thương nhất mà thiệt đó, đó là tôi nghĩ là nó khởi đầu là từ hồi ông Obama, hồi đó có thằng Anthony Bourdain đó, thằng cha nói chuyện dân, đúng tôi rồi. có lời có quán rồi Đúng rồi. tôi có quán rồi Ông là Mỹ mà anh, nó làm cái gì là đồng bào bắt chước theo, nó là nhờ ông Obama. Hồi đó người ta có ăn rồi, ăn trong tiệm đó chứ mà không có ăn ngoài đường, cái kiểu như Obama mà, tại vì lần đó về Obama về Hà Nội thì có thằng cha Anthony Bourdain là cái thằng đó là xếp xong về về thức ăn của thế giới. Hai thằng nó ngồi nó ăn với nhau, thì là khoa thành thử là từ hồi đó trở về sau là bất cứ một thằng cha mẹ nào lãnh đạo quốc gia, bất cứ thế giới nào mà đến Việt Nam nó là mà ở Hà Nội là phải kiếm chuyện này chuyện kia, ra ngoài đường ăn nè ăn kia uống cà phê. Mỹ Bây giờ cũng vậy. nói anh nghe là bây giờ tôi về tôi ra Hà Nội tôi sẽ làm một cái quầy, tôi phải không bỏ phải thu phí, phải thu phí, phải thu phí anh được không được Việt Nam mình
Anh biết không anh, người Mỹ của mình chúng bây giờ đã thấy căng thẳng quá. Nói từ hồi ông Joe Biden ông lên, bây giờ hiện tại bây giờ là người đất Mỹ mình bây giờ hiện tại bây giờ mình có hai cuộc chiến này. Một cuộc chiến ở Ukraine với lại một cuộc chiến ở bên bên Do Thái này. Bây giờ họ sẽ mở thêm một cuộc chiến với cái thằng gì đó, thằng Hay Yemen, à cái thằng ở ngay cái mỏm mình nhìn cái bản đồ mình nhìn thấy thằng Yemen. Tức là bây giờ mà cái liên minh đó này, cái liên liên minh mà người Mỹ khởi đầu trận chiến đánh với thằng 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 Yemen này đó, là nó có mấy nước rồi. Họ rồi tôi nghĩ chắc trước sau thì là cái chuyện này là đáng lẽ nó phải xảy ra 10 năm về trước, mà bây giờ nó không, bây giờ nó mới xảy ra. Là nó tôi nghĩ là nó đánh xong cái thằng quấn xong cái thằng này, tức là nó sẽ quấn tới thằng Iran luôn đó, chứ nó khổng đề nó có lôi nó đang đâu ngoài cái Yemen, Yemen. cái thằng thằng cha đó, nó bị khổng đề nó bắn đấy. Tức là bây giờ cái liên minh của người Mỹ lập ra nó là gồm có ai này, gồm có Anh Lê, ra đã đại, một thằng Bahrain. Bahrain là quốc gia nó rất là nhỏ, một cái đảo rất là nhỏ ở gần đó, và thằng Pháp nè, thằng Hà Lan nè, thằng Italy nè, thằng Norway và thằng Spain, tức là mấy ông da trắng với nhau tụ họp lại. Ngoại chỉ có một thằng duy nhất là cái thằng nó ở lục địa đó, là cái thằng Bahrain. Bahrain là một cái đảo rất là nhỏ anh, nó ở xa đó. Tức là nó có một cái đồng minh ở local đó, ở cái thành ở cái nơi nó đánh nhau đó, thì nó sẽ có một cái thằng địa phương là thằng Bahrain. Còn tất cả còn lại là toàn là bên châu Âu và người Hoa Kỳ của tụi NATO ấy. Thì bây giờ đó là người Mỹ bây giờ hiện tại đó, tôi nghĩ là chắc câu chuyện này chiến tranh nó sẽ xảy ra trong vòng 1 tuần 2 tuần nữa thôi, họ nói là như vậy đó. Tức là người Mỹ hiện tại bây giờ họ có 3 cuộc chiến với nhau, mà cái điều này đó là một cái điều mà rất là kỳ cục nhá. Tại vì cái hồi mà ông Joe Biden đứng lên thì cái hồi đó là tôi đã nói về là có một cái chuyện rất là giống giữa ông Joe Biden với lại ông John Kennedy của mình năm 1960 đây. Thế thì mà tại vì hai người đó nó cách nhau 60 năm, tức là 60 năm rồi, hai người đó là cùng là của Roman Catholic đó, cùng cùng đến ở những cái tiểu bang rất là nhỏ, Massachusetts ở trên cái vùng Đông Bắc. Thì khi mà ông Kennedy mà ông lên, là sau khi ông chết thì chiến tranh nó bùng nổ rất là lớn ở Việt Nam. Thì cái ông Joe Biden này, cái này ông lên, tức là ông mới lên như vậy đó, tức là hiện tại bây giờ người Mỹ, đất Mỹ chúng mình có 3 cuộc chiến, mặc dù lính Mỹ chưa chết, nhưng mà hiện tại bây giờ quốc gia nó đang dính khởi đầu 3 cuộc chiến này. Tức là tôi nói thành thử ra đến bây giờ là tôi mới nói với anh thế này nè, từ lúc mà tôi đến đất Mỹ này đến đây, đến bây giờ từ sau cái chiến tranh của Việt Nam mà đến bây giờ đây, trong tất cả bao nhiêu đời tổng thống của Hoa Kỳ đó, chỉ có duy nhất 4 năm vừa rồi là cái 4 năm mà của ông tổng thống ông Donald Trump đó, là 4 năm đó là nó không có chiến tranh rồi. Tại vì 4 năm đó nó lần đầu tiên là trong cái lịch sử Hoa Kỳ đời tổng thống không tạo ra cái chiến tranh này. Thì nó vừa ngừng cái 4 năm mà không chiến tranh đó, rồi nó xảy ra năm này năm thứ ba là làm như là nó bị dồn lại, nó phải làm cho nhiều cuộc chiến tranh khác nhau, 3 cuộc chiến tranh bây giờ nó xảy đến cho đất Mỹ. Thì mình không biết đấy là câu chuyện đấy, khi mà một quốc gia mà nó dính líu chiến tranh người dân nó rất là căng thẳng này. Tôi thấy người Mỹ bây giờ rất là căng thẳng, cái xã hội cũng rất là căng thẳng. Đúng rồi. Nhưng mà đôi lúc mấy người già mình nghĩ mình nói một cách khác chẳng nữa, khi mà nói ra thì chúng nó hay nói là mình không hiểu về chính trị, không hiểu về cái nhưng mà thực chứ không, mình mới thắc mắc một điều là tại làm sao chúng ta hơi gây chiến tranh ta, mình không hiểu là tại sao mới chiến tranh. Trong khi đó mình thấy gì giống như kiểu như mình anh mà tôi thì rất là nhỏ nhoi giống như con kiến vậy thôi, chúng ta là người dân ở nước Mỹ nhưng mà rõ ràng chúng ta là con kiến, và chúng ta quề ngó lại quê hương mẹ của mình, của đất mẹ của mình, người Việt Nam mình đó, ngay thà ngay từ từ phút này và cách đây 30 năm 75 là mình mừng chết mẹ luôn. Có nghĩa là mình thấy là mình hạnh phúc là ở chỗ là đất nước ta, thế là chúng ta là không còn chiến tranh nữa, không còn bom rơi đạn lạc nữa, không còn cái là
là mình mừng. Có cái làm một cái mình không cần biết luôn, đã từng nói không cần biết là cái chuyện gì nó xảy ra, không cần biết anh theo thể chế gì và anh không cần biết anh theo chủ nghĩa gì cả, nhưng đất nước tôi không còn bơm rơi đạn lạc nữa là tôi mừng rồi. Nó hẳn là như vậy.